Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ chỉ cho các bạn nội dung chương 1 cơ chế di truyền và biến dị. Nằm trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021 môn sinh học chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Trong đề thi này có 50 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận. Câu 1. Chỉ với 3 loại nucleotide ATG, người ta đã tổng hợp nên một phân tử ADN nhân tạo mạch kép. ADN nhân tạo mạch kép. Sau đó sử dụng phân tử ADN này làm khuôn để tổng hợp một phân tử mRNA. Phân tử mRNA này có số loại mã di truyền tối đa là bao nhiêu? Chúng ta thấy là với 3 loại nu ATG mà tổng hợp nên ADN nhân tạo mạch kép thì nó chỉ có thể có 2 loại nu A và T thôi. Bởi vì nếu như có G thì trên mạch này nó phải có X, nhưng không có nu loại X, đúng không các bạn? Cho nên là cái ADN mạch kép nó chỉ có 2 loại nu là A và T. Do vậy một trong hai cái mạch này làm khuôn để tổng hợp mRNA thì nó sẽ chỉ có 2 loại nu là U và A thôi. Với 2 loại nu U và A thì mã di truyền là mã bộ 3. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có 2 mũ 3 loại mã di truyền khác nhau, chính là 8 loại ha. Câu 1C. Câu 2. Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ý 1. Trong nhân đôi ADN, enzyme ADN polymerase làm nhiệm vụ tháo xoắn ADN và tổng hợp mạch mới. Ý này sai hết các bạn. Trong nhân đôi ADN thì enzyme tháo xoắn mới làm nhiệm vụ tháo xoắn, còn ADN pol chỉ làm nhiệm vụ là kéo dài mạch mới thôi, bằng cách là lắp ráp các nu tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN. Ý 2. Nhờ quá trình nhân đôi ADN, thông tin di truyền được truyền qua các thế hệ. Ý này đúng hả các bạn? Ý 3. Quá trình nhân đôi ADN và phiên mã đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn. Ý này sai ha. Chỉ có nhân đôi ADN thì mới diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn thôi. Phiên mã thì chỉ có nguyên tắc bổ sung thôi. Ý 4. Các gen nằm trong nhân của tế bào có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã khác nhau. Ý này sai hết các bạn. Các gen nằm trong nhân thì sẽ có số lần nhân đôi là như nhau. Trong một chu kỳ tế bào thì sẽ nhân đôi một lần trong một chu kỳ. Còn số lần phiên mã thì có thể giống hoặc khác nhau. Đáp án câu 2C. Một ý đúng là ý số 2 ha các bạn. Câu 3. Khi nói về quá trình phiên mã và dịch mã thì có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? Ý 1. Trong quá trình dịch mã, nhiều ribosome cùng trượt trên một mRNA sẽ tổng hợp được nhiều loại polypeptide khác nhau trong một thời gian ngắn, làm tăng hiệu suất tổng hợp protein. Ý này sai ha các bạn. Tại vì là nhiều ribosome mà cùng trượt trên một mRNA sẽ tổng hợp ra nhiều polypeptide giống nhau thì nó mới làm tăng hiệu suất tổng hợp protein ha. Ý 1 sai. Ý 2. Trong quá trình dịch mã, các codon và anticodon kết hợp với nhau theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với U, G liên kết với X. Đúng ra các bạn. Ý 3. Ở sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã có thể xảy ra ở trong hoặc ngoài nhân tế bào, còn quá trình dịch mã xảy ra ở tế bào chất. Đúng rồi ha các bạn. Ý 4. ADN chỉ tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã mà không tham gia vào quá trình dịch mã. Đúng rồi ha. Câu 3. Có 3 ý đúng là ý 2, 3, 4. Đáp án câu bờ. Câu 4. Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể? Thay đổi số lượng gen mà trên một nhiễm sắc thể thôi thì đó chính là lập đoạn ha. Đảo đoạn thì không làm tăng số lượng gen nè, không làm thay đổi số lượng gen nè. Đa bội thì là tăng số lượng gen trong nhân tế bào. Lệch bội tăng hoặc giảm số lượng gen trong nhân. Còn trên một nhiễm sắc thể thì người ta chọn câu bờ ha. Câu 5. Hình vẽ sau đây mô tả một dạng đột biến nhiễm sắc thể. Đây là nhiễm sắc thể ban đầu. Và đây là nhiễm sắc thể sau đột biến, chúng ta thấy là lập đoạn BC. Đột biến lập đoạn thì sẽ có ý nghĩa là làm tăng hoặc giảm mức độ biểu hiện của tính trạng, câu 5C. Còn có ý nghĩa trong quá trình hình thành loài mới thì chủ yếu là dạng đột biến đảo đoạn hoặc là chuyển đoạn nha các bạn. Bởi vì thể đảo và chuyển đoạn dị hợp thì nó
thường giảm khả năng sinh sản, người ta gọi là bị bán bất thụ. Nó có vai trò trong cơ chế cách ly sinh sản liên quan đến hình thành loài mới ha. Còn gây chết hoặc giảm sức sống thì thường là đột biến mất đoạn lớn. Ý D thì không đúng rồi. Câu số 6, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể hình thành do. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì có thể hình thành do. Ý bờ ha các bạn. Trao đổi chéo không đều giữa các chromatid trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì sẽ dẫn đến đột biến mất đoạn hoặc là lặp đoạn. Còn câu A thì là nhiễm sắc thể đã nhân đôi nhưng thoi phân bào không hình thành thì cái này nó sẽ dẫn đến đột biến đa bội ha. Từ đa bội. Còn kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN thì cái này là cơ chế gây đột biến gen rồi. Này người ta đang hỏi đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể mà. Câu D, phân ly không đồng đều của một hoặc vài cặp nhiễm sắc thể vào kỳ sau của phân bào. Phân ly không đồng đều của một hoặc vài cặp thì nó sẽ dẫn đến đột biến lệch bội. Tức là đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng lệch bội ha. Câu 6 bờ. Câu 7, khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng? A, đột biến không làm thay đổi cấu trúc của protein thì vẫn có thể gây hại cho thể đột biến. Ý này đúng ha các bạn. Đột biến không làm thay đổi cấu trúc của protein thì có thể là đột biến ở vùng điều hòa. Ví dụ như là đột biến cái rho motor làm cho arn pol không bám được vào, hoặc là tăng giảm ái lực của arn pol vào rho motor thì nó sẽ hoặc là không tạo sản phẩm, hoặc là tăng hoặc là giảm sản phẩm tạo ra thì nó cũng có thể là gây hại cho thể đột biến ha. Chứ không phải chỉ là đột biến thay đổi cấu trúc của protein, tức là nó làm cho protein bị mất chức năng thì là mới gây hại đâu. Tạo ra protein bình thường nhưng mà tăng giảm sản phẩm thì cũng có thể gây hại ha. Còn ý bờ thì là gen ở tế bào chất bị đột biến thì kiểu hình đột biến luôn được biểu hiện. Gen ở tế bào chất bị đột biến thì kiểu hình đột biến cũng chưa chắc là được biểu hiện ha các bạn. Bởi vì nó có thể bị ức chế bởi những cái gen khác. Gen bị đột biến dạng thay thế một cặp nu thì không làm thay đổi tổng liên kết hiro của gen. Đột biến thay thế một cặp nu thì vẫn có thể làm thay đổi liên kết hiro của gen. Ví dụ thay thế AT có 2 liên kết hiro thành cặp GX có 3 liên kết hiro thì tất nhiên là liên kết hiro sẽ bị thay đổi và ngược lại ha. Câu D, trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì không thể phát sinh đột biến gen. Ý này sai ha các bạn. Khi không có tác nhân gây đột biến thì đột biến gen vẫn có thể phát sinh do sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN. Trong tế bào luôn luôn tồn tại những dạng base nito hổ biến, dạng hiếm. Nó sẽ kết cặp không đúng trong nhân đôi mà không cần có tác nhân gây đột biến nào thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen ha. Câu 7A. Câu số 8. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 14 và hàm lượng ADN trong nhân tế bào sinh dưỡng là 3 picogram. Trong một quần thể của loài có 4 thể đột biến được ký hiệu ABCD. Số lượng nhiễm sắc thể và hàm lượng ADN có trong nhân của tế bào sinh dưỡng ở 4 thể đột biến này như sau. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Thể đột biến A có thể là đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể hoặc là đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. Thể đột biến A thì là có 2N bằng 14. Nhưng mà hàm lượng ADN là không phải là 3 picogram mà chỉ có 2,8 picogram mà thôi. Như vậy là ADN nó giảm đi thì nó có thể là mất đoạn chứ không thể nào là đảo đoạn nhiễm sắc thể được ha. Vì đảo đoạn nhiễm sắc thể thì nó không làm thay đổi hàm lượng ADN. Cho nên ý 1 sai. Ý 2, thể đột biến bờ có thể là đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. Thể đột biến bờ thì số lượng là 2N bằng 14 nè. Hàm lượng ADN là 3,3 picogram. ADN tăng lên thì có thể là lặp đoạn, đúng ha các bạn. Ý 2 đúng rồi, có thể là lặp đoạn. Ý 3, thể đột biến C có thể là đột biến tam bội 3N. Chúng ta xem là ở trên cái đề á, thì là N bằng 7 thì nó sẽ tương ứng với 1,5 picogram. Vậy thì nếu là 3N thì nó sẽ là 21 nhiễm sắc thể thì ok rồi đây nè. Nhưng mà hàm lượng ADN thì nó phải là 4,5 picogram cơ.
thì nó mới là thể tam muội. Cho nên ở đây nó chỉ có 4,2 thôi. Không thể nào là thể tam muội hết các bạn. Ý 3 sai ha. Ý 4, thể đột biến D có thể là đột biến tứ muội. Nếu là 4N thì nó sẽ là 28 và nó sẽ là 6 picogram. Đúng rồi ha các bạn. Như vậy câu 8 có hai ý đúng là ý 2 và ý 4. Đáp án sẽ là câu bờ ha. Câu số 9, một gen đột biến có hại trở thành có lợi trong điều kiện nào? Một gen đột biến có hại có thể trở thành có lợi khi mà gen đột biến nằm trong tổ hợp gen mới hoặc là khi môi trường sống thay đổi. Câu này nó cũng tương tự với cái câu là mức độ gây hại của allele đột biến thì phụ thuộc vào yếu tố nào đó các bạn. Mức độ gây hại của allele đột biến thì phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường đó. Câu này cũng tương tự ha. Câu 9D. Câu 10. Một nhà khoa học đã nuôi vi khuẩn E. coli trong môi trường chỉ có nitơ 15, sau đó chuyển sang môi trường chỉ có nitơ 14. Tách ADN sau mỗi thế hệ và ly tâm, kết quả thu được các băng ADN có tỷ trọng khác nhau. Ống nghiệm nào ở hình bên dưới đây thì minh họa cho kết quả nhân đôi một lần của phân tử ADN trên. Trước hết là chúng ta thấy là phân tử mà chỉ có nitơ 15, ví dụ hai cái mạch màu đỏ này là nitơ 15. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào cái môi trường nitơ 14, ví dụ là nitơ 14 màu xanh ở đây. Thì sau một lần nhân đôi, hai cái mạch màu đỏ vẫn giữ nguyên. Nhưng mà nó sẽ lấy nguyên liệu là nitơ 14 trong môi trường để ráp vào. Như vậy ban đầu là cái mạch nitơ 15 và sau một lần nhân đôi thì cả hai ADN con đều có một mạch nitơ 14 và nitơ 15. Thì nó sẽ là cái vạch ADN line và nó sẽ nằm ở cái vị trí này ha các bạn. Do vậy chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có một vạch ADN line ở vạch trung gian này thôi. Đó là ống nghiệm D ha các bạn. Đáp án câu bờ ha. Câu 11. Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về mã di truyền? A. Mã di truyền có tính phổ biến. Tất cả các loài đều dùng chung một trình tự nucleotide, trừ một số ít ngoại lệ. Ý này sai rồi ha các bạn. Mã di truyền có tính phổ biến nghĩa là tất cả các loài đều dùng chung một bản mã di truyền, chứ không phải là một trình tự nucleotide. Câu bờ. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ 3 nucleotide theo chiều 3' đến 5' trên mRNA. Sai ha các bạn. Mã di truyền đọc từ một điểm xác định theo từng bộ 3 trên mRNA theo chiều 5' đến 3' mới đúng. C. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ 3 có thể mã hóa cho vài acid amin khác nhau. Sai rồi ha. Tính đặc hiệu nghĩa là một bộ 3 thì chỉ mã hóa cho một loại acid amin mà thôi. Câu D. Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ 3 có thể cùng xác định một loại acid amin. Ý này đúng rồi ha. Câu 11D. Câu 12. Biết rằng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của khoai tây và cà chua lần lượt là 2N bằng 48 và 2N bằng 24. Thể song nhị bội của khoai tây và cà chua có số nhóm gen liên kết là bao nhiêu? Số nhóm gen liên kết của thể song nhị bội thì chính là bằng số nhóm gen liên kết của cả hai loài khoai tây và cà chua. Do vậy ở đây là N sẽ bằng 24 cộng với ở đây N bằng 12, ta sẽ có là 36 nhóm gen liên kết. Câu 12A ha. Câu 13. Ở sinh vật nhân thực đa bào, tùy theo từng giai đoạn phát triển của cơ thể mà ở mỗi thời điểm thì sẽ chỉ có một số gen trong tế bào hoạt động thôi ha các bạn. Câu 13 bờ. Chứ không phải là tất cả các gen đều hoạt động ha các bạn. Chỉ có một số ít gen hoạt động thôi. Ở sinh vật nhân thực đa bào nè, hầu hết các gen ở trạng thái không hoạt động, chỉ có một số gen hoạt động thôi. Nó khác với lại ở tế bào sinh vật nhân sơ thì là hầu hết các gen đều hoạt động, chỉ có một số ít gen không hoạt động ha. Ở sinh vật nhân thực và nhân sơ nó ngược nhau đó các bạn. Câu 14. Sản phẩm của quá trình được minh họa ở hình sau đây có thể có vai trò gì? Hình minh họa dưới đây chúng ta thấy là có cái gen, rồi có ARN polymerase, rồi sản phẩm chính là RNA, tức là ARN. Thì sản phẩm ARN nó có thể là tRN, ARN vận chuyển, giúp vận chuyển acid amin, hoặc là RRNA, tức là nó sẽ là cấu tạo nên ribosome, hoặc là mRNA, tức là làm khuôn cho quá trình dịch mã. Như vậy chúng ta chọn đáp án câu 14C ha. Có thể là ARN vận chuyển, làm nhiệm vụ vận chuyển acid amin. Câu 15.
ở vi khuẩn E. coli bị đột biến ở vùng khởi động của gen điều hòa operon. Ở vi khuẩn E. coli bị đột biến ở vùng khởi động của gen điều hòa operon lac. Đột biến ở vùng khởi động của gen điều hòa nha các bạn, chứ không phải là đột biến ở vùng khởi động của operon lac nha. Làm cho nó không thể liên kết với ARN pol. Khi nói về hoạt động của các gen trong operon lac có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? Thì chúng ta lưu ý là cái đề bài nó nói về cái promoter, vùng khởi động của cái gen điều hòa R, vùng này bị đột biến nè, chứ không phải nói tới cái operon lac vùng có vùng khởi động nè, operator và các gen cấu trúc ZIA ở đây ha. Thế thì nếu như vùng khởi động của gen điều hòa mà làm cho nó không liên kết được với ARN pol thì nó sẽ không tạo ra protein ức chế. Và nếu không có protein ức chế thì cái cơ chế ngăn cản quá trình phiên mã bị mất tác dụng. Không có cơ chế ngăn cản phiên mã, nghĩa là phiên mã liên tục. Phiên mã liên tục dù cho có hay không có lactose. Do vậy ý 1, khi môi trường có lactose, các gen cấu trúc ZIA không được phiên mã, ý này sai. Phiên mã liên tục mà. Ý 2, khi môi trường không có lactose, các gen cấu trúc ZIA không được phiên mã, sai. Có hay không có lactose, gen cấu trúc ZIA đều được phiên mã. Ý 3, khi môi trường không có lactose, protein ức chế bám vào vùng vận hành của operon, sai. Khi đột biến ở vùng promoter của gen điều hòa thì không có protein ức chế, thì lấy đâu mà protein ức chế bám vào vùng vận hành ha. Không có protein ức chế. Ý 4, khi môi trường có hoặc không có lactose thì gen cấu trúc ZIA cũng được phiên mã, đúng. Câu 15C, ý số 4 ha. Câu 16, ở kỳ giữa của nguyên phân, mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì có. Ở kỳ giữa của nguyên phân ta nhớ là mỗi một cặp nhiễm sắc thể, ví dụ như thế này, khi vào pha S của kỳ trung gian thì nó đã nhân đôi lên rồi. Cho nên là đến kỳ giữa của nguyên phân thì nhiễm sắc thể đã ở trạng thái kép như thế này. Mà chúng ta nhớ là một cái nhiễm sắc thể ở trạng thái kép á, thì nó sẽ gồm hai chromatid đến nhau tâm đồng. Mà mỗi một cái chromatid như vậy á, thì nó là một phân tử ADN mạch kép. Cho nên nếu mà chúng ta phóng to ra thì nó sẽ là như thế này. Đây là một nhiễm sắc thể kép. Ở đây cũng vậy. Mỗi kép thì gồm có hai phân tử ADN. Mỗi nhiễm sắc thể kép thì có hai phân tử ADN. Cho nên chúng ta sẽ thấy là nó có 8 chuỗi polynucleotide, câu 16A ha. Sự không phân ly của một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng ở một tế bào sinh dưỡng thì trong cơ thể sẽ có bao nhiêu dòng tế bào như thế nào? Sự không phân ly của một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng thôi và xảy ra ở một tế bào sinh dưỡng thôi, thì ở những tế bào sinh dưỡng khác ta sẽ thấy là 2N nó nguyên phân, nó phân bào thì nó sẽ dẫn đến tạo ra tế bào 2N bình thường. Còn nếu như mà tế bào mà nó bị rối loạn ở một cặp nhiễm sắc thể thì nó sẽ tạo ra cái tế bào bị thiếu một nhiễm sắc thể và sẽ có tế bào là thừa một nhiễm sắc thể. Cho nên đáp án chính là câu 17D ha. Có 3 dòng tế bào ha các bạn. Câu 18, khi nói về đột biến gen có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ý 1, đột biến gen có thể không làm thay đổi số lượng nucleotide của gen. Đúng rồi ha các bạn. Đột biến dạng thay thế một cặp nu thì nó sẽ có thể không làm thay đổi số lượng nucleotide của gen. Ý 2, đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen thì không làm thay đổi số axit amin của chuỗi polypeptide. Ý này sai ha các bạn. Không làm thay đổi chiều dài của gen. Tuy nhiên nếu như đột biến thay thế một cặp nu mà nó làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm thì nó sẽ làm protein bị ngắn lại. Hoặc là nó sẽ làm mất đi cái cô đông kết thúc, mất bộ ba kết thúc thì nó sẽ làm cho protein dài ra. Ý 2 sai ha. Ý 3, đột biến mất một cặp nucleotide trong gen có thể dẫn đến làm chuỗi polypeptide dài ra. Đúng rồi các bạn, khi mất một cặp nu thì làm lệch khung độc. Làm lệch khung độc thì có thể làm mất đi bộ ba kết thúc và do vậy làm cho protein nó sẽ dài ra. Ý 4, đột biến gen làm thay đổi trật tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể. Ý này sai ha các bạn. Đột biến gen nó không làm thay đổi trật tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể. Đột biến gen nó chỉ làm thay đổi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotide ở trong gen mà thôi. Đột biến gen chỉ làm thay đổi cấu trúc của gen,
tức là thay đổi số lượng thành phần và trật tự sắp xếp các nu trong gen. Còn đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn thì mới có thể làm thay đổi trật tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể ha. Câu 18 có hai ý đúng là ý 1, 3, câu bờ. Câu 19, khi nói về hậu quả của đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên nhiễm sắc thể. Đúng rồi ha các bạn. 2. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. Thì sai rồi, đảo đoạn thì không làm giảm hoặc tăng số lượng gen đâu. 3. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết. Ý này sai ha. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết là đột biến chuyển đoạn mới đúng. 4. Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Đúng rồi ha các bạn. Khi một gen nào đó, khi một đoạn nhiễm sắc thể nào đó đứt ra quay 180 độ và nối lại chỗ cũ thì nó có thể bị mất đi cái promoter, hoặc làm cho một cái gen chuyển đến một cái promoter mới mạnh hơn hoặc yếu hơn, thì nó có thể làm cho một cái gen không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. 5. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến. Đúng ra các bạn, đột biến đảo đoạn, thể dị hợp thì nó bị bám bất thụ, cho nên nó có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến ha. Câu 19A, ý 1, 4 và 5 ha. Câu 20, tiến hành thụ phấn giữa hạt phấn của một loài thực vật A 2N bằng 10 với noãn của một loài thực vật B 2N bằng 10 nhưng không thu được hợp tử. Khi sử dụng một cành của loài A ghép lên gốc của loài B thì nhà nghiên cứu phát hiện thấy tại vùng tiếp giáp giữa cành ghép và gốc ghép xuất hiện một chồi mới có kích thước lớn bất thường. Chồi này sau đó cho ra rễ và đem trồng thì phát triển thành một cây C. Khi làm tiêu bản quan sát tế bào sinh dưỡng của cây C, tế bào sinh dưỡng cây C thấy có 10 cặp nhiễm sắc thể, trong đó có 5 cặp giống loài A và 5 cặp giống loài B. Chính là nó sẽ có 2N nhiễm sắc thể của loài A và 2N nhiễm sắc thể của loài B. Đây chính là thể song nhị bội ha các bạn. Như vậy chúng ta đoán là trong quá trình mà ghép giữa cành và gốc ghép của hai cái loài này á, thì nó đã xảy ra cái xuất hiện các cái tế bào trần của hai loài và nó sẽ dung hợp tế bào trần để tạo ra thể song nhị bội, chứ 2N nhiễm sắc thể của loài A và 2N nhiễm sắc thể của loài B. Cho nên chúng ta sẽ đoán là đáp án là câu C ha các bạn. Cây C mang đặc tính của hai loài A và B. Câu A thì không đúng rồi. Cây C là kết quả của sự lai xa đa bội hóa. Thì ở đây trên cái ý đầu tiên người ta đã nói là thụ phấn giữa hạt phấn của loài A và noãn của loài thực vật B thì không thu được hợp tử mà. Tức là không lai xa được nha các bạn. Cũng không có ý nói gì về cây C là thuần chủng về tất cả các gen cả. Không nói gì về kiểu gen của loài A và loài B ha. Nên ta không kết luận được ý bờ. Ý D thì cây C không có khả năng sinh sản hữu tính. Cây C thì là thể song nhị bội thì có khả năng sinh sản hữu tính bình thường ha các bạn. Câu 20C ha. Như vậy cô vừa chỉ cho các bạn nội dung cơ chế di truyền và biến dị nằm trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021 ha. Cô hy vọng đề thi này sẽ giúp cho các bạn ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt hiệu quả cao ha. Chúc các bạn ôn tập thật tốt. Cô chào tất cả các em.